Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Với mức giá kỷ lục là từ 3 đến 25 triệu đồng, nhiều người lo ngại rằng sẽ không có nhiều khán giả sẵn sàng móc hầu bao ra mua vé. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Việt Nam lại vừa cho biết loại vé từ 10 triệu đến 25 triệu không có để bán do khách mời vượt dự tính. Những vé mệnh giá thấp hơn cũng chỉ còn rất ít. Ban đầu, ban tổ chức dự định dành tặng một phần vé bạch kim cho khách mời và nhà tài trợ, một phần phát hành trên toàn quốc. Nhưng do số lượng khách mời vượt dự tính nên vé hạng sang có giá từ 10 đến 25 triệu đã ngừng phát hành. Trong đó, ở thời điểm hiện tại, hạng phổ thông từ 3 đến 5 triệu đồng chỉ còn khoảng 100 vé. Chiếc vé hạng bạch kim trị giá 25 triệu đồng được thiết kế đặc biệt với màn hình LCD, chiếu clip giới thiệu về 30 thí sinh, tóm tắt về các vòng thi, hình ảnh các thí sinh và những hoạt động bên lề. Ghế ngồi hạng bạch kim cũng được thiết kế riêng, đảm bảo sự thoải mái và đẳng cấp. Trong suốt chương trình diễn ra, khách mời còn được nhân viên phục vụ đặc biệt.